Xin kính chào đại gia đình mình nhé. Hôm nay nhà vườn mình lại tiến hành cắt cam đường canh đợt 2 này mọi người nhé. Có nghĩa là mình bán cứ 9 lượt nào là mình cắt lượt đó. Vừa rồi cắt lượt 1 được 5 tấn rưỡi rồi mọi người nhé. Hôm nay bắt đầu cắt lượt 2 này. Đấy, 9 cam đường canh thì cứ 9 đâu cắt đấy mọi người. Đấy. Giờ thì cần đỏ lắm, chín đỏ nhưng cam nhà mình nó cứ xanh. Mái nó chưa chín hẳn. Các bác đang cắt này. Đây, quả này, chín này. Chín đỏ luôn. Ông với cả em đẩy, nhớ lại đẩy ý quan sát các bác cho đi đúng hàng nhá. Em ơi, em chịu khó ngồi ở dưới nhá, các bác đi mấy hàng đấy? Hai hàng thì ông phải để ý nhá, em phải để ý nhá. Ông các bác nhiều khi cắt là hay bị nhầm. Thấy chéo hàng cái là phải bảo các bác lên đúng hàng ngay. Hàng ngày xưa phóng nó không được chuẩn. Nó hơi chéo chéo một tí. Đấy. Lồi múi ấy. Mọng mọi người nha. Không bị cứng đâu mọi người nha. Cực kỳ mềm tay luôn. Cao thành nha. Mình hôm nay cắt vườn thì lại có thành tích để khoe với mọi người đến đây thôi. Mình đi ra xem mọi người đóng hàng thế nào mọi người nhá. Mình xin làm video đến đây thì mình kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau mọi người nhá. Thân ái chào mọi người.